Cựu tổng thống Donald Trump đang dẫn trước ông Biden ở 6 tiểu bang chiến trường. Đó là các tiểu bang Nevada, Georgia, Arizona, uh, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Thì nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy đó, uh, cái uh, mức độ là tại Nevada coi như là ông Trump hơn ông Biden khoảng 10 điểm. Tại Georgia, ông Trump hơn ông Biden 6 điểm. Tại Arizona hơn 5 điểm. Tại Michigan hơn 6 điểm Tại Pennsylvania hơn 4 điểm Trong khi ông Biden chỉ hơn ông Trump Có 2 điểm ở tại Wisconsin Chúng ta thấy ngay cái tiểu bang mà ông Biden hơn ông Trump là chỉ có 2 điểm mà thôi thấp hơn các tiểu bang khác Trong khi 5 tiểu bang kia đều là từ 4 điểm trở lên cho tới 10 điểm Đó, đó là cái điều mà tôi muốn nói ngày hôm nay à, Nó nguy hiểm cho ông Biden như thế nào Mặc dù bây giờ còn tới một năm nữa mới tới ngày bầu cử Liệu ông Biden có lật ngược thế cờ đấy không? Nhưng mà đây là cái tình hình mà uh, thăm dò dư luận Thì cũng phải nói cho quý vị biết là thăm dò dư luận nhiều khi nó không có chính xác Ví dụ năm 2016 thăm dò dư luận cho thấy là bà Clinton hơn ông Trump nhưng cuối cùng thua ông Trump Đó. Nhưng mà những cái thăm dò này cũng làm cho các ứng cử viên người ta lo ngại chứ không phải là không Đó thì không chỉ một cái thăm dò này mà là vào ngày 3 tháng 11 vừa rồi uh, CBS cũng làm cái thăm dò dư luận cho thấy là 51% những người được hỏi nói rằng là họ sẽ bầu trong Trump trong khi chỉ có 48% nói là họ sẽ bầu trong Biden tức là ông Trump hơn Biden 3 điểm 3 điểm đó rồi uh, có những cái chuyện mà thưa quý vị thấy tại sao cái này nó quan trọng bây giờ tôi mới phân tích cho quý vị nghe nếu quý vị nhớ là năm 2016 Khi mà ông Trump thắng bà Clinton Ông thắng ở ba cái tiểu bang Gọi là của dân chủ từ trước giờ Đó là Wisconsin, Michigan và Pennsylvania Hồi đó, đó bà Clinton có thể nói rằng là cũng khá là chủ quan và chỉ đi vận động của tiểu bang Pennsylvania thôi bởi vì tiểu bang đó lúc đó có tới 20 phiếu đại cử tri Bà nghĩ rằng Michigan và Wisconsin là dân chủ Thế nào mà bầu cho bà Bà không đến Nhưng cuối cùng Thì ông Trump đã thắng Bà Clinton Ở tại ba cái tiểu bang này Xin bà có thể cho coi cái laptop của tôi Để tôi chứng minh cái chuyện này Đây Thứ nhất là Wisconsin Ông Trump thắng cái phiếu phổ thông là 1.405.284 phiếu Tức là bà Clinton thì thắng có 1.382.538 phiếu Ở tại Michigan Chúng ta thấy là ông Trump cũng thắng bà Clinton Cái số phiếu phổ thông mà chúng ta để ý không có lớn nha Hơn 2.2 ,2, Bà này cũng hơn 2.2 ,2, Mà ông Trump là 2.279.543 phiếu trong khi bà Clinton là 2 triệu 268 ngàn 839 phiếu thì chúng ta thấy rằng là những cái uh, số đó nó không có lớn cho lắm và ở tại Pennsylvania thì ông Trump thắng là 2 triệu 970 ngàn 733 bà Clinton thắng 2 triệu 926 ngàn 441 bây giờ chúng ta đi trở ngược lại với con xin như vậy, Wisconsin, ông Trump thắng bà Clinton có 22 748 phiếu thôi. Tại Michigan, ông Trump thắng bà Clinton có 10.704 phiếu. Và tại Pennsylvania, thắng có 44.292 phiếu. Thì quý vị biết đó, nó ở cái chỗ này. Theo luật bầu cử của Mỹ đó, winner take all. Tức là ở tại Wisconsin, ông Clinton, ông 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 Trump thắng bà Clinton hơn 22.000 phiếu thì ông lấy luôn 10 cái phiếu đại cử tri Đây chúng ta thấy là 10 cái phiếu đại cử tri Ở tại Michigan Ông Trump thắng Bà Clinton có hơn 10.000 phiếu phổ thông Ông lấy luôn 16 phiếu đại cử tri Còn tại Pennsylvania Quý vị thấy đó Tổng cộng hai số phiếu Cộng lại với ông Trump Và bà Clinton Nó tới gần 6 triệu phiếu Quý vị thấy không 6 triệu phiếu mà ông Trump thắng có 44.292 phiếu, ông lấy luôn 20 phiếu đại cử tri ba cái tiểu bang này không nó cộng lại đó là 20 này 10 là 30 này 16 là 46 phiếu đại cử tri quý thấy không bây giờ quý vị nhìn lên đây 46 mà ông Trump cuối cùng thắng là 306 phiếu đại cử tri nếu ông Trump thua ba cái tiểu bang này thì ông Trump chỉ được có bao nhiêu 260 đại phiếu đại cử tri 46 phiếu nó chạy qua bên bà Clinton thì bà Clinton sẽ được 278 phiếu là coi bà thắng bởi vì chỉ cần 270 phiếu đại cử tri là thắng Quý vị thấy chưa Xin nhắc lại Nếu năm 2016 Ông Trump thua ba cái tiểu bang của Wisconsin Michigan và Pennsylvania Thì ông Trump mất 46 phiếu đại cử tri Mà tổng cộng đó ba cái tiểu bang này Phiếu phổ thông đó Ông Trump chỉ thắng có hơn 77 000 phiếu thôi 77 744 phiếu Đó là quý vị thấy là cái sắc cái, cái, cái cái số phiếu phổ thông thắng rất ít không có nhiều. Đó. Thành ra ba tiểu bang này là 3 tiểu bang chính trường. Năm 2020 thì ông Biden thắng lại hết 3 tiểu bang này của ông Trump nên ông mới thắng. Đó, ông Trump năm 2020. Thì đây năm 2020 cho, cho quý vị coi luôn. Đây là năm 2020. Xin lỗi quý vị nó có cái quảng cáo. Đây. Chúng ta thấy nè, thấy chưa? Năm 2020 ông Biden thắng 10 phiếu đại cử tri của xin 15 phiếu ở Michigan, 19 phiếu ở tại Pennsylvania bởi vì sao nó còn có 19 là bởi vì cái cuộc mà ở uh, thống kê dân số đến năm 2020 thì ông ở ở Pennsylvania có 19 phiếu thôi. Michigan cũng mất một phiếu khoảng 15 nhưng mà con xin vẫn 10 phiếu. Thì tổng cộng như vậy là thắng 44 phiếu đại cử tri. Quý vị thấy không? Nếu mà ông Trump năm 2020 thắng 44 phiếu đại cử tri thì ông sẽ có là 279 phiếu là ông thắng Biden rồi Đúng chưa Nếu ông Biden mất 44 phiếu Thì ông Biden còn có 299 phiếu thôi À 269 phiếu thôi Không đủ 270 Thấy chưa Mà 270 là mới thắng Đó Thì ta thấy rằng là ba cái tiểu bang này Là ba tiểu bang chiến trường Mà hồi nãy tôi nói vị nó nằm trong số 6 tiểu bang đó Đó 6 tiểu bang chính trường hồi nãy chúng ta thấy Đó thì sáu tiểu bang này bây giờ trở lại cho quý vị coi đây tôi xin nhắc lại Nevada Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin thì nãy tôi nhắc ba cái tiểu bang này quý vị thấy. Thì giờ trong ba cái tiểu bang chính trường này là ba tiểu bang dân chủ. Thì bây giờ ông Trump đang thắng ông Biden. Chỗ này là 5 điểm. Chỗ này là 4 điểm và chỉ thua chỗ này 2 điểm. Con số 2 điểm rất nhỏ, có nghĩa là ông Trump ông có thể thắng lại và nó trở lại trường hợp như năm 2016 mà ông thắng bà Clinton. Thấy chưa? còn ba cái tiểu bang trên này thì chúng ta thấy rồi là ba cái tiểu bang cộng hòa ví dụ Georgia năm 2016 bà Clinton cũng thua ông Trump năm 2020 ông Biden cũng thua ông Trump và nếu năm 2024 ông Biden thua ông Trump thì chúng ta không ngạc nhiên bởi vì đây là tiểu bang cộng hòa nhưng hai cái tiểu bang Nevada và Arizona cộng hòa nhưng mà đang đổi qua màu xanh đang đổi qua dân chủ bởi vì hiện tại là hai cái vị thượng nghị sĩ của cái tiểu bang này và tiểu bang này đều là dân chủ mà ngay cả hai thượng nghị sĩ của cái tiểu bang Georgia này cũng dân chủ luôn nhưng mà cử tri lại cộng hòa thành ra đó là cộng hòa ở Arizona về phiếu phổ thông vẫn mạnh cho nên ông Trump mới dẫn trước là 5 điểm bên này ông Trump dẫn đó thì có chỗ nói 10 điểm chỗ nói 11 điểm như cái này New York Times chỗ nói 11 điểm đó có xê xích chút xíu nhưng mà nói chung là từ 10 điểm trở lên và quý vị thấy không ở đây là chúng ta nhìn này chúng ta sẽ thấy là Nevada bao nhiêu phiếu? Nevada là 6 phiếu đại cử tri. Arizona 11. Georgia 16. Thì coi như ông Trump thắng này là nếu mà chắc chắn ông thắng ba cái tiểu bang này rồi ba tiểu bang này cộng hòa. Đó. Thì bây giờ đó là cái câu chuyện mà tôi muốn nói cho quý vị nghe là ông Biden bây giờ đang bị ông Trump dẫn trước. Và một lần nữa còn tới một năm nữa nữa nó sẽ còn nhiều yếu tố có thể giúp cho ông Biden lật ngược thế cờ so với hiện nay. Đã. Hai cái thăm dò của New York Times và Sena College với lại cái thăm dò của CBS đều cho thấy là ông Trump đang hơn ông Biden. Thì bây giờ làm thế nào ông Biden có thể thắng được và ông Biden cũng đang bị áp lực như thế nào? Tôi xin trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng ra màn hình SCT. Cảm ơn quý vị diễn mình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đã nói về câu chuyện là hai cái thăm dò dư luận mới đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden. Điều này có làm Biden lo ngại không? Chỉ có ông Biden biết. Nhưng mà rõ ràng làm cho đảng Dân Chủ lo ngại. Vì thời gian còn một năm nữa còn bao nhiêu ừ. chuyện không biết là liệu ông Biden có thay đổi được con số này không. Nhưng mà trong lúc hai thăm dò dư luận này đưa ra vào ngày 3 tháng 11 thì ngày hôm sau là ngày 4 tháng 11 có một phát biểu của một ông gây tranh cãi và gây áp lực cho ông Biden cũng như Đảng Dân Chủ. Đó là ông David Axelrod. Ông này từng là chiến lược gia trong hai cuộc vận động của cựu Tổng thống Barack Obama. Và đều thắng hết. Ông giúp ông Obama thắng hai cái trận này. Sau này ông nghỉ và ông viết cho tờ báo Seagull Tribune cũng như ông làm việc cho đài CNN. Đó. Thì ngày 4 tháng 11 vừa qua, ông này có phát biểu nói rằng những cái thăm dò dư luận này cho thấy như vậy thì ông Biden nên cân nhắc cái chuyện rút lui. À, ghê chưa? Gọi là nên cân nhắc cái chuyện rút lui. Bởi vì chuyện này rất quan trọng cho đảng dân chủ trên cái trang x tức là trước đây gọi twitter ông có viết như sau là bây giờ rất khó nếu mà để lâu quá thì rất khó mà thay ngựa giữa đường và nhiều điều sẽ xảy ra vào năm tới và không ai có thể dự đoán được để cho ông biden có thể giải quyết được các vấn đề này không Đó ông cũng nói là ông Biden từng gọi là lật ngược thế cờ trước đây. Nhưng kỳ này nó có nhiều cái ngờ vực và nhiều cái thách thức cũng như bất lợi cho ông Biden cũng như đảng dân chủ. Và ông nói rằng ông Arsot ông nói rằng đây không phải vấn đề là cá cược hay không mà là vấn đề gọi là quan trọng cho quốc gia, cho đảng dân chủ. Vì ông là chiến lược gia của đảng dân chủ mà. Và ông bảo rằng đây là cái điều mà tôi lo ngại thật sự à, Xin ba kỹ thuật cho con laptop tôi đây Cái lời ông này viết đây Đó, ông viết này Rất là khó để mà thay ngựa giữa đường Khi mà quá trễ Và nhiều điều sẽ xảy ra trong năm tới Và không ai có thể dự đoán được Đó Và đây ông nói nè Ông Biden đã từng lật ngược thế cờ CY, tức là clockwise, thưa quý vị, CW cũng là clockwise, Đã đi ngược cái đồng hồ đó trước đây Nhưng những cái thăm dò này cho thấy rằng là rất khó Tôi không phải tôi nói chuyện là cá độ đây Nhưng mà đây là một cái điều quan tâm rất là chính xác Và ông đưa lên cái thăm dò dư luận của uh, New York Times và Siena College À mà nãy tôi đã trình bày cho quý vị Thì ông cũng viết ở trên cái trang X của ông luôn Là ông Trump thắng thì cũng rất là nguy hiểm cho nước Mỹ đó. Chứ không có tốt lành gì Và ông nói luôn mặc dù ông Biden đã đạt được rất nhiều thành tích không? Nhưng cái vấn đề ở đây là Thứ nhất ông nói rằng cái vấn đề khó khăn nhất của Biden hiện nay là vấn đề tuổi tác Nhiều người đang lo ngại cho cái tuổi của ông Và quý vị nhớ là cách đây độ hơn một tuần Ngay cả ông Mike Johnson Tân Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa ông trả lời cái trên chương trình Hannity của đài Fox News ông cũng bảo rằng là, tôi nói cái này không phải là tôi đúc chạm hay là coi thường hay là không kính trọng tổng thống Biden nhưng cái chuyện mà ông nhiều khi nói lắp đó, làm cho tôi lo ngại đó thì ông Acerot ông nói rằng là nếu mà không quyết định ngay từ bây giờ và khi nó quá trễ để mà thay đổi thì không những không có lợi cho đảng dân chủ mà không có lợi cho đất nước hoa kỳ luôn theo lời Asherov nói như vậy ý ông nói là gì nếu mà để trễ quá đó không thay kịp thì ông Trump nó thắng thắng như vậy sẽ không có lợi cho đất nước đó là theo lời ông Asherov ông là người đảng dân chủ đương nhiên phải nói như vậy thành ra ông nói như vậy để cho ông Biden là bây giờ nếu được thì rút lui đi và những thăm dò mới nhất cho thấy là ngay cả bà Kamala Harris cũng có thể thắng ông Trump bất kỳ ai bên đảng dân chủ đều có thể thắng ông Trump còn bên Đảng Cộng hòa nó bất kỳ ai bên Đảng Cộng hòa hôm trước là nói là ngoại trừ ông Trump thôi. Bất kỳ ai bên Đảng Cộng hòa đều có thể thắng ông Biden. Nhưng bây giờ chúng ta thấy bên Đảng Cộng hòa là không ai qua mặt được ông Trump. Lúc đầu người ta kêu gọi ông Trump rút lui đi rút lui đi, ông Trump ông cứ ở lại ở lại. Và mặc dù ông đang bị truy tố bốn tội hình sự. Trong đó là truy tố bốn tội trong đó 91 tội hình sự và thường xuyên ra tòa trong mấy ngày nay nhưng mà người ta vẫn ủng hộ ông thay vì ủng hộ ông biden đó là cái điều mà bây giờ ông david astrot cũng nói và nó có một cái chuyện nữa mà theo các chuyên gia họ nói rằng là không thể coi thường cái thăm dò của new york Times một lần nữa thăm dò chưa chắc chính xác nhưng nó có một cái điều làm cho người ta thấy nó lạ là năm 2019 cũng một năm trước ngày bầu cử năm 2020 giữa ông Biden và ông Donald Trump thì báo là New York Times cũng dự đoán vào tháng 11 2019 luôn cũng thăm dò cùng với Siena College luôn à tức là họ thăm dò một năm trước là bầu cử thì lúc đó họ cũng cho rằng là ông Biden thắng hơn điểm ông Donald Trump xin mời các cho qua cái laptop của tôi đây à đây là thăm dò năm 2019 lúc đó ở Michigan là hai người bằng nhau ở Pennsylvania ông Biden hơn 3 điểm Wisconsin ông Biden hơn 3 điểm Florida hơn 2 điểm thì Florida là không tính Arizona hơn 5 điểm North Carolina thì ông Trump hơn 2 điểm Nhưng mà quý vị thấy không Arizona, Wisconsin, Pennsylvania và Michigan Đều nằm trong 6 cái tiểu bang mà hồi nãy chúng ta đưa ra Mà tôi đưa ra Đặc biệt trong đây có 3 cái tiểu bang chiến trường Wisconsin, Pennsylvania và Michigan Thì lúc đó chúng ta thấy không Ông Biden hơn ông Trump ở Pennsylvania và Wisconsin Còn ở Michigan là ngang ngửa còn kỳ này đó là ông Trump hơn ông Biden ở Pennsylvania và ở Michigan. Chỉ có ông Biden hơn ông Trump có hai điểm ở Wisconsin thôi. Đó. Thì người ta mới đưa ra cái chuyện này. Và cũng năm 2019, một năm trước ngày trước năm bầu cử. Cũng New York Times và China có lịch đưa ra cái này và cuối cùng có đúng. Một lần nữa xin nhắc quý vị là thăm dò không có chính xác bao nhiêu hết. Nó dễ bức nào thôi. Nhưng mà nó lạ cái chỗ 2019 New York Times dự đoán ấy, thì đúng 2020 ông Biden thắng. Thì bây giờ năm 2023 cũng một năm trước ngày bầu cử cũng tháng 11 luôn. New York Times và Siena College lại đưa ra một thăm dò và cho thấy ông Trump thắng. Thì liệu cái này nó cái huông này nó có đúng hay không? Chúng ta không biết. Nhưng mà như ông David Asrod ông nói đó, ông Biden từng là bị ông Trump qua mặt và ông Biden từng lật ngược thế cờ. Nhưng kỳ này nó khác khi này nó khác là bởi vì nó có hai cái cuộc chiến ở bên ngoài nước Mỹ mà nước Mỹ đang bị dính vô rồi cái tuổi tác của ông Biden đặc biệt thêm nữa những cái vấn đề khác chẳng hạn vấn đề biên giới, thấy không? rồi vấn đề lạm phát mặc dù kinh tế đang lên nhưng mà lạm phát mặc dù đã suy bớt nhưng vẫn còn cao và cái người ta nói cái ông Arizona ông nói đó và những người khác thấy là cái khó nhất mà ông Biden có thể biện minh được. Ông Biden có thể biện minh được tất cả các vấn đề khác Nhưng cái tuổi tác là khó biện minh Và những lần ông bị té, bị vấp này kia Đó Thì bây giờ trong những ngày còn lại trong 365 ngày còn lại Liệu ông Biden có lật ngược được Cái thăm dò này không Chúng ta sẽ chờ xem như nào Nhưng rõ ràng với thăm dò của New York Times và Sina College Cũng như cái lời cảnh báo của ông David asrock Chắc chắn đảng Dân Chủ sẽ phải suy nghĩ nhiều và đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo các chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị ở những kỳ sau